Thưa quý vị, ngày hôm nay 24 tháng 7, phiên tòa xét xử vụ án Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo khác về hành vi thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Trịnh Văn Quyết cho biết nếu hội đồng xét xử tuyên án phải bồi thường thì bị cáo xin được dùng tài sản cá nhân trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng đang bị phong tỏa để khắc phục. Theo ông Trịnh Văn Quyết, hiện nay ngoài các tài sản đang phong tỏa thì ông không còn thêm tài sản nào khác. Mới đây, ông Quyết được cơ quan tố tụng cho phép bán tài sản tâm huyết là hãng hàng không Bamboo Airways, trước mắt đã thu gần 200 tỷ đồng. Và số tiền này đã chuyển vào tài khoản của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra. Còn khoảng 500 tỷ đồng tiếp theo từ việc bán hãng hàng không Bamboo, sau khi nhận, ông Quyết sẵn sàng nộp để hoàn thành nghĩa vụ dân sự. Ngoài ra, cựu chủ tịch FLC cũng đang nhờ gia đình huy động thêm từ bạn bè, người thân và đồng thời mong hội đồng xét xử tạo điều kiện thuận lợi để xử lý khối tài sản cá nhân trị giá 5.000 tỷ đồng mà cơ quan điều tra phong tỏa hơn 2 năm qua. Trong cáo trạng thể hiện, cựu chủ tịch tập đoàn FLC đã chỉ đạo bị can Doãn Văn Phương là cựu tổng giám đốc tập đoàn FLC, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Pharos và bị cáo Trịnh Thị Minh Huế tăng khống vốn góp của công ty Pharos từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong phiên xét xử mới đây, cáo trạng đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch FLC cùng với 49 đồng phạm đã được công bố cho thấy, với thủ đoạn vô cùng tinh vi, cùng sự tiếp tay của 7 bị cáo là cán bộ thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã giúp Trịnh Văn Quyết thành công đưa 430 triệu cổ phiếu khống lên sàn niêm yết chứng khoán, từ đó chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng. Theo cáo trạng, ở tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan tố tụng xác định ông Quyết nâng khống vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng FLC Pharos để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán nhằm thu tiền của các nhà đầu tư. Cụ thể, công ty Pharos được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ là 1,5 tỷ đồng. Đến giai đoạn 2014-2016, ông Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng khống vốn điều lệ cho doanh nghiệp này từ con số ban đầu là 1,5 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng, tương đương 430 triệu cổ phần. Pharos khởi đầu là công ty có vốn điều lệ là 1,5 tỷ đồng, được ông Quyết chỉ đạo ông Doãn Văn Phương, khi đó là tổng giám đốc tập đoàn FLC, mua lại để làm tổng thầu các dự án, FLC là chủ đầu tư. Song theo cáo buộc, Pharos không có nguồn vốn, không tài sản đảm bảo. Viện Kiểm sát cáo buộc, dưới sự tổng chỉ đạo của ông Quyết, bà Trịnh Thị Minh Huế, em gái út của ông Quyết, chỉ trong 23 tháng, Pharos đã 5 lần nâng khống vốn điều lệ để đạt được con số là 4.300 tỷ đồng, tức cao gấp 2.866 lần khi ông Quyết mua lại vào năm 2012. Trong cả 5 lần nâng khống vốn này, Viện Kiểm sát cho rằng thủ đoạn được anh em ông Quyết sử dụng gồm nhờ anh em họ hàng đứng tên cổ đông, nhờ ký khống các giấy nộp tiền góp vốn vào Pharos, lãnh đạo tại Pharos ký sẵn giấy nhận tiền, dù đôi bên không giao nhận tiền của nhau. Cáo trạng cho rằng, với việc tăng khống vốn thành công, chuỗi sai phạm thứ hai của vụ án mở ra khi bị cáo Quyết và bị cáo Phương bàn mưu niêm yết 430 triệu cổ phiếu Pharos lên sàn chứng khoán, với sự hậu thuẫn của 7 cựu cán bộ thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sàn HOSE. Theo cáo trạng, để đưa 430 triệu cổ phiếu khống lên sàn niêm yết chứng khoán, ông Quyết và lãnh đạo Pharos phải qua 3 điều kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng, đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD và cuối cùng là niêm yết lên HOSE. Cụ thể, để được chấp thuận là công ty đại chúng, Pharos đã ký hợp đồng kiểm toán với Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Kế toán Hà Nội để sửa sạch báo cáo tài chính của các năm 2014, 2015 và nửa đầu năm 2016. Sau khi rửa xong báo cáo tài chính, Pharos đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Mặc dù phát hiện số tiền 4.300 tỷ đồng vốn điều lệ là bất thường, song với sự tiếp tay của bị cáo Lê Công Điền, cựu vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Pharos đã được công nhận là công ty đại chúng với mã cổ phiếu là ROS. Mặc dù biết rõ hồ sơ của công ty Pharos chưa đủ xác định vốn thực góp, nhưng hai cựu cán bộ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là Dương Văn Thanh và Phạm Trung Minh vẫn đồng ý ban hành giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho công ty này, nhập 430 triệu cổ phiếu ROS
vào khu vực giao dịch của sàn HOSE từ ngày 24 tháng 8 năm 2016. Để được lên sàn chứng khoán, theo quy định, công ty phải có vốn trên 120 tỷ đồng và trên 300 cổ đông, trong khi Pharos thời điểm đó mới có 15 cổ đông, vợ chồng ông Quyết là hai cổ đông lớn nhất. Để đủ chỉ tiêu trên 300 cổ đông, ông Quyết chỉ đạo em gái, bị can Huế lấy danh sách cán bộ, nhân viên để đưa vào danh sách cổ đông, nâng lên là 386 người. Vượt ba cánh cửa kiểm duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE. Sau tròn 9 tháng, ngày 1 tháng 9 năm 2016, 430 triệu cổ phiếu ROS chính thức lên sàn. Cơ quan công tố cáo buộc khi FLC Pharos được niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, HOSE từ đó trở thành phương tiện của anh em nhà ông Quyết để bán cổ phiếu khống cho hơn 30.000 bị hại, chiếm đoạt 3.621 tỷ đồng. Đã có những bài học nhãn tiền về những cổ phiếu bị làm giá. Khi đầu tư vào những cổ phiếu này thì phần lớn nhà đầu tư đều bị thua lỗ. Tuy vậy, những đội nhóm lái cổ phiếu này thì đều có những chiêu thức tinh vi để nhà đầu tư bị cuốn vào và xuống tiền. Vậy thì làm sao để nhận biết những cổ phiếu có dấu hiệu bị làm giá? Phóng sự sau đây sẽ cho quý vị một vài gợi ý. Làm việc và đầu tư trên thị trường chứng khoán hơn 20 năm, chuyên gia này đã trải qua những thăng trầm của thị trường với sự biến động của nhiều cổ phiếu. Theo ông, ở giai đoạn nào của thị trường cũng sẽ có những cổ phiếu thuộc diện nghi ngờ bị làm giá và không ít nhà đầu tư vẫn đu theo. Những cái cổ phiếu này thông thường là nó sẽ trải qua những cái quá trình tăng vốn cũng rất là nhanh, giống như là cái việc mà nó tăng giá rất là nhanh và nó giảm giá cũng cực kỳ mạnh. Một khi đã tăng thì nó chỉ có một giá thôi, đó là nó tăng trần thôi. Đó, chứ ít khi nào người ta mua được ở những cái vùng giá khác, nên thông thường là trong cái quá trình mà tăng giá khủng khiếp như vậy thì những cổ phiếu này là có cái thanh khoản rất là hấp, tạo ra những cái hiện tượng FOMO rất là lớn. Bởi vì chứ ngày nào các nhà đầu tư họ mở bán điện ra là họ đã nhìn thấy cổ phiếu này cứ tăng trần, cái hiện tượng FOMO nó trở nên nhiều hơn và nhà đầu tư lại tiếp tục lao vô để mà liên tục đặt giá trần những cái cổ phiếu giống vậy. Theo các chuyên gia, cổ phiếu bị làm giá là những cổ phiếu bị can thiệp giá bởi đội lái, nhóm các nhà đầu tư, công ty hoặc cá nhân có nhiều kinh nghiệm, vốn lớn và nhiều mối quan hệ trên thị trường liên kết với nhau để thực hiện chiêu trò. Giá của những cổ phiếu này thường được đẩy cao hơn so với giá trị thực nhiều lần trong thời gian ngắn. Khi giá được thổi lên ngưỡng cao gấp nhiều lần, đạt đỉnh, đội lái sẽ bán tháo thu về lợi nhuận. Yếu tố thứ nhất tôi nghĩ là nhà đầu tư hết sức để ý, đó là yếu tố cung cầu giao dịch trên thị trường. Ví dụ như cái cổ phiếu đó từ trước tới giờ cái lượng giao dịch trung bình 500.000 cổ phiếu giao dịch cộng trừ, nhưng mà sau đó tự nhiên đột biến là giao dịch lên mấy triệu cổ phiếu vân vân, hay là có dấu hiệu mua vào liên tục. Tình huống thứ hai đó là những tin đồn đi kèm, doanh nghiệp không có trước giờ không có gì quá tốt hay là quá nổi trội, nhưng lại có những thông tin cực kỳ hấp dẫn, có cái tính chất là rỉ tai chứ nó không được minh bạch công khai. Cái mô hình mà chúng ta thường hay gọi là mô hình cây thông đấy, thì tăng lên rất là nóng nhưng mà giảm thì giảm rất là nóng và mất thanh khoản. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những cái cổ phiếu như vậy thì thông thường là chúng ta thấy là cái hoạt động kinh doanh của họ nó diễn ra một cách bất ổn, và cái hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ không tạo ra cái nguồn dòng tiền chính, mà thay vào đó là họ thực hiện thông qua những cái khoản lợi nhuận, hay là những cái hoạt động kinh doanh của họ rất là bất thường thông qua những cái hoạt động là thôi vốn hoặc là đầu tư vào những cái khoản đầu tư tài chính nó chỉ tạo ra một cái lợi nhuận bất thường thôi. Một điểm cần lưu ý là những cổ phiếu bị làm giá chủ yếu thuộc nhóm cổ phiếu vốn hóa tầm trung, mid cap, vốn hóa nhỏ, cổ phiếu penny hoặc những công ty có quá trình tăng vốn nhanh gấp nhiều lần quy mô ban đầu. Ngoài ra, những công ty này thường có lịch sử vi phạm liên quan đến minh bạch thông tin. Theo các chuyên gia, về bản chất, những nhà đầu tư lướt sóng vẫn có cơ hội kiếm được lợi nhuận, nhưng khi cổ phiếu này mất thanh khoản thì việc bán ra là rất khó khăn. Đây cũng là bài học của nhiều nhà đầu tư khi các cổ phiếu nhóm FLC trắng bên mua, chất sàn và bị hủy niêm yết. Nhà đầu tư khi ấy chỉ còn ôm lỗ. Thưa quý vị, giá vàng hôm nay ngày 24 tháng 7 trên thế giới tăng trở lại, vượt lên trên ngưỡng 2.400 đô la Mỹ một ounce. Trong khi đó thì vàng nhẫn trong nước tăng theo, còn vàng miếng SJC giữ nguyên sau khi giảm nửa triệu đồng ở cả hai chiều.
Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức là 75,8 và 77,2 triệu đồng một lượng ở chiều mua và bán, tăng 100.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua. Còn tập đoàn vàng bạc đá quý Doji nâng giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 lên mức 75,95 và 77,2 triệu đồng một lượng ở chiều mua và bán, tăng 50.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với mức đóng cửa hôm qua. Đầu giờ sáng 24 tháng 7, giá vàng bố số 9 của SJC giữ nguyên so với kết phiên giao dịch hôm qua ở mức 79,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Bộ Công Thương dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong các tháng của quý 3 năm nay sẽ giảm dần do nguồn cung dần hết. Phải đến tháng 10 khi vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2024-2025 bắt đầu thì nguồn cung cà phê mới tăng trở lại. Giá cà phê trong nước phiên ngày 23 tháng 7 tăng 1.000 đồng một kg tại các địa phương, đưa mức giá giao dịch lên khoảng 127.500 đến 129.000 đồng một kg. Hiện sản lượng cà phê tồn kho trong nước không còn nhiều, chủ yếu để phục vụ thị trường nội địa. Các doanh nghiệp không dám mạo hiểm ký hợp đồng mới khi giá cả liên tục biến động mạnh, cùng với đó là chi phí vận chuyển khá cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ 2023-2024 ước giảm 20% so với niên vụ 2022-2023, xuống còn 1,47 triệu tấn, thấp nhất trong 4 năm. Dự báo sản lượng niên vụ 2024-2025 sẽ tiếp tục giảm do yếu tố thời tiết không thuận lợi và tình trạng sâu bệnh khiến cho diện tích bị thu hẹp dần. Mới đây, tại cuộc họp với các thương nhân đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu về tình hình cung ứng xăng dầu cho thị trường 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân thực hiện nghiêm túc các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. 6 tháng đầu năm, hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn sản xuất xăng dầu đạt 6,87 triệu tấn, tương đương khoảng 8,3 triệu mét khối trên 1 tấn xăng dầu các loại, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, nhập khẩu xăng dầu đạt 5,54 triệu tấn, tức là tương đương khoảng 6,9 triệu mét khối trên 1 tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2023. Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp để đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu bám sát việc thực hiện tổng nguồn tối thiểu đã được phân giao và kế hoạch đăng ký theo từng quý. Theo dõi sát tình hình thực hiện tổng nguồn tối thiểu của các thương nhân đầu mối.